Chào các bạn, đã đến lễ Giáng sinh rồi. Và như mỗi năm, ta đang trang trí cây thông Noel. Nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi vì sao truyền thống trang trí cây Giáng sinh bắt đầu từ khi nào không? Nếu không thì đừng lo lắng, các bạn của ta, hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử và khám phá câu chuyện về cây thông Noel. Tiến vào nào! Người ta tin rằng truyền thống trang trí cây lần đầu tiên bắt đầu vào thế kỷ 16 ở nước Đức ngày nay. Theo một truyền thuyết, vào đầu thế kỷ thứ 8, Thánh Boniface của nước Anh đã được gửi đến Đức với tư cách là một nhà truyền giáo. Trong chuyến đi này, vào khoảng thời gian của Đông Chí, người ta cho rằng ông đã tình cờ gặp một nhóm người ngoại giáo. Họ đang chuẩn bị hiến tế để thờ một cây sồi già linh thiêng. Kinh hoàng trước những gì ông nhìn thấy, Thánh Boniface đã dừng cuộc hiến tế, lấy chiếc rìu gần nhất và chặt cây sồi chỉ bằng một nhát dao. Ban đầu, những người ngoại giáo rất bối rối vì điều này. Nhưng mà hành động của Thánh Boniface được coi là thực hiện với ý tốt. Khi một cây thông vươn ra tại chỗ cây sồi già đã mọc. Wow, câu chuyện đó chỉ là một truyền thuyết và không có bằng chứng thực sự về huyền thoại này. Nhưng một câu hỏi quan trọng khác là làm thế nào mà đi từ một câu chuyện về một cây thông đến cái cây được trang trí kỳ diệu trong nhà của chúng ta? Ừ thì, người ta nói rằng trong thời Trung Cổ, các nhà thờ bắt đầu trang trí những cây thông còn sống bằng táo trong thời gian Giáng sinh và gọi chúng là cây thiên đường. Và thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu thêm đèn cầy trên cây thông cùng với những quả táo. Và dần dần cây thông Noel mà chúng ta thấy ngày nay bắt đầu hình thành. Nhưng vào năm 1841, cây thông Noel trở nên phổ biến bên ngoài nước Đức khi nữ hoàng Victoria của Anh kết hôn với một hoàng tử Đức tên là Albert. Vào một buổi tối Giáng sinh, ông bắt đầu phong tục trang trí một cái cây lớn trong lâu đài Windsor. Năm 1848, một bài báo cho thấy cặp vợ chồng hoàng gia cùng với các con của họ và cây Giáng sinh được tô điểm đã được xuất bản trên tờ báo Illustrated London News. Và từ thời điểm này trở đi, sự phổ biến của cây thông được trang trí đã lan rộng ra toàn xã hội và đến các nơi khác trên thế giới. Các bạn có biết trợ lý của Thomas Edison, Edward Johnson, đã nảy ra ý tưởng về đèn điện cho cây thông Noel vào năm 1882 không? Rồi, hy vọng các bạn thích tập hôm nay. Hẹn gặp lại lần sau. Tiến sĩ Binock nói lời chúc Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới tới tất cả những người bạn đáng yêu của ta. Ta đi đây. Ông bạn, đó là xe của ta. Thôi đừng quan tâm.